Trong tập 3 của Xin chào Việt Nam, chúng ta đã cùng Bình Minh học về các đại từ nhân xưng trong tiếng Việt, cách giới thiệu họ tên cũng như tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp của Việt Nam. Trong số tuần này, Xin chào Việt Nam sẽ đón chào một nhân vật trải nghiệm mới, bạn Hoàng Thiên Long, và cùng đến với một làng nghề truyền thống rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng với Long học về cách hỏi nghề nghiệp, cũng như cách sử dụng hai từ để hỏi, đâu và ở đâu. Nào, hãy cùng bắt đầu Xin chào Việt Nam với lời giới thiệu về người bạn mới của chúng ta nhé. Xin chào các bạn. Mình tên là Hoàng Thiên Long. Long là tên tiếng Việt của mình, nhưng mình còn có một tên khác, đó là Aristarch Sulingian. Đó là bởi vì mình đến từ nước Nga. Bố mình là người Nga, còn mẹ mình là người Việt Nam. Mình sinh ra tại Nga, nhưng đến năm 7 tuổi, mình trở về Việt Nam với mẹ. Hiện tại mình đang là học sinh lớp 10, trường Đại sứ quán Nga. Mình thích ăn bánh bao và uống nước gối. Và mình ghét nhất là tắt đường ở Việt Nam. Mình ở Việt Nam được 10 năm rồi, nên tiếng Việt của mình hơi bị siêu đấy nhé. Danh từ, điển từ, động từ. Sao mà nó khó thế, sao nó không nói được nhỉ? Long đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hôm nay mình đi đâu thế? Hôm nay chúng ta sẽ đi làm gốm. Làm gốm? Làm gốm là gì? Cậu cứ đi rồi sẽ biết. Chắc chắn là một trải nghiệm thú vị đấy. À, làm gốm ở đâu à? Đi. Chúng ta sẽ làm gốm ở làng gốm Bát Tràng. Bát Tràng ở đâu? À, cách Hà Nội 20 cây thôi, nhưng mà rất vui và rất thú vị đấy. Thế Long đã sẵn sàng chưa? Thế bọn mình đợi xe buýt nhá. Xe buýt số 47. Làng gốm Bát Tràng nằm ở ven sông Hồng, ngoại thành Hà Nội. Cái tên Bát Tràng có nghĩa là cái sân lớn, và làng có lịch sử hình thành từ thời Lê. Đây là làng gốm lâu đời nổi tiếng nhất ở Việt Nam và cũng là địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Làng gốm Bát Tràng chuyên sản xuất những loại gốm sứ đa dạng cả về chủng loại lẫn kiểu dáng. Điều thú vị khi đến Bát Tràng là bạn có thể trực tiếp ngắm nhìn các nghệ nhân làm ra những sản phẩm gốm đầy tinh tế hay được tự tay nặn những sản phẩm theo ý thích. Và chắc chắn ngày hôm nay, Long và người bạn của mình sẽ có những trải nghiệm thú vị tại ngôi làng truyền thống này. Ui, nhiều đồ đẹp quá Long ơi. Bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đến xưởng gốm Quang Anh để tập nặn gốm nhé. Ôi nhưng chắc phải hỏi đường ai thôi nhỉ? Thật ra cô cũng không biết là cô mới đến đây hôm nay với lần đầu tiên cô quấy đây ấy. Sao hỏi người khác thôi lòng ạ? Mặc áo ghi của đằng kia kìa. Không, cô cháu hỏi là xưởng gốm Quang Anh ở đâu ạ? À? Xưởng gốm Quang Anh có thử vào đi, có tìm ta đi vào trong này tìm hả cô? Có cảm ơn ạ. Chị có biết xưởng gốm Quang Anh ở đâu không ạ? Xưởng gốm nó phải ở phía ngoài nhá. Trong này chỉ là hàng, trong này chỉ là chợ nhá. Vâng, ngoài kia. Cảm ơn ạ. Chẳng có ai nhỉ? Ừ, hay ra hỏi ai bạn kia.
Chào hai bạn. Các bạn đang đi đâu vậy? Các bạn có biết xưởng gốm Quang Anh ở đâu không ạ? Bọn mình cũng đang đi đến đó đây. Đi với bọn mình nhá. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trường quay của Xin Chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt thông qua trải nghiệm văn hóa. Chúng ta đã vừa được làm quen với bạn Long, một bạn trẻ có hai dòng máu Việt và Nga, và Long đang chuẩn bị có một trải nghiệm hết sức thú vị ở làng gốm Bát Tràng. Trong phần đầu, Long và người bạn của mình đã sử dụng hai từ để hỏi đâu và ở đâu để hỏi về làng gốm Bát Tràng. Hôm nay mình đi đâu thế? Hôm nay chúng ta sẽ đi làm gốm. À, làm gốm ở đâu à, Lý? Chúng ta sẽ làm gốm ở làng gốm Bát Tràng. Bát Tràng ở đâu? Trong câu hỏi của mình, bạn Long đã sử dụng từ để hỏi là ở đâu khi muốn biết về địa điểm thực hiện hành động. Ở đâu sẽ được sử dụng với các động từ thường như ăn, làm việc, chơi, uống. Ví dụ như bạn ăn ở đâu, anh làm việc ở đâu, hay chúng ta chơi ở đâu. À, làm gốm ở đâu à, Lý? Cô cháu hỏi xưởng gốm Quang Anh ở đâu ạ? Các bạn có biết xưởng gốm Quang Anh ở đâu không? Còn đối với các động từ chỉ hướng như đi, đến thì ta chỉ sử dụng đâu khi muốn đặt câu hỏi về địa điểm của hành động. Ví dụ như anh đi đâu hay chúng ta đến đâu. Long đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hôm nay mình đi đâu thế? Ui, nhiều đồ đẹp quá Long ơi. Bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Chào hai bạn. Các bạn đang đi đâu vậy? Như vậy là ở đâu sẽ được dùng với các động từ thường. Còn từ đâu sẽ được dùng với các động từ chỉ hướng như đi hoặc đến. Em tên là Long, em là học sinh cấp 3. Thì các anh chị làm nghề gì ạ? Anh là Vũ, còn đây là chị Ngọc. Thế theo Long thì anh làm nghề gì? Em nghĩ là anh làm nghề bác sĩ. Không phải rồi. Sao Long nghĩ anh là nghề bác sĩ? Răng của anh rất đẹp. Răng của anh rất đẹp. Long nghĩ là anh làm việc sửa giày. Sai rồi. Thực ra là anh làm nghề kế toán. Thế à? Thế anh làm việc ở đâu ạ? Anh làm kế toán trên ngân hàng. Chị làm nghề gì ạ? Chị là giáo viên tiểu học. Cô giáo. Thì chị làm việc ở đâu ạ? Chị dạy ở trường Hai Bà Trưng. Em có biết trường đó không? Long và người bạn của mình cuối cùng cũng đã đến được một nhà làm gốm với sự giúp đỡ của những người bạn mới. Khi làm quen với họ, Long đã sử dụng các cấu trúc câu hỏi về nghề nghiệp. Bạn làm nghề gì? Và cấu trúc thứ hai là bạn đang làm việc ở đâu? Để hỏi về công việc của những người bạn mới. Thì các anh chị làm nghề gì ạ? Anh làm nghề kế toán. Thì chị làm nghề gì ạ? Chị là giáo viên tiểu học. Ừ.
Ngoài câu hỏi bạn làm nghề gì, chúng ta cũng có thể hỏi công việc hoặc nghề nghiệp của bạn là gì? Để trả lời cho các câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc chủ ngữ cộng với là cộng với danh từ chỉ công việc. Ví dụ, mình là bác sĩ, tôi là sinh viên hay bố tôi là công an. Em tên là Long, em là học sinh cấp 3. Thì các anh chị làm nghề gì ạ? Anh làm nghề kế toán. Thì chị làm nghề gì ạ? Chị là giáo viên tiểu học. Cùng với cấu trúc ở đâu mà chúng ta đã học ở phần đầu chương trình, chúng ta hãy cùng xem Long đã sử dụng nó ra sao để hỏi về nơi làm việc của những người bạn mới nhé. Anh làm nghề kế toán. Thế à? Thì anh làm việc ở đâu ạ? Anh làm kế toán cho ngân hàng. Thì chị làm nghề gì ạ? Chị là giáo viên tiểu học. Cô giáo? Thì chị làm việc ở đâu ạ? Chị dạy ở trường Hai Bà Trưng. Ngoài kế toán hay giáo viên, chúng ta còn rất nhiều những từ chỉ nghề khác, ví dụ như y tá, công an, công nhân, phóng viên, sinh viên, học sinh. Gốm là những sản phẩm làm từ đất sét được nung qua lửa. Tùy theo nguyên liệu và cách nung, nhiệt độ khác nhau sẽ tạo ra loại gốm khác nhau. Phổ biến nhất là các loại gốm đất nung, gốm sành nâu, gốm sành trắng. Bát Tràng nổi tiếng với các sản phẩm bằng gốm như lọ hoa, bát cơm, cốc chén. Long có ấn tượng gì với công việc làm gốm? Long đi Bát Tràng rất vui, chơi được với gốm, gặp được nhiều bạn bè mới với biết công việc của người ta là gì. Đâu và ở đâu khác nhau như thế nào? Từ đâu có thể dùng với các từ đi đâu, đến đâu. Từ ở đâu thì dùng được với từ làm việc ở đâu. Đi học ở đâu? Đi ăn ở đâu? Người làm gốm được gọi là gì? Người làm gốm gọi là thợ gốm.